7,9 triệu này. Vớt 100. Con ghe 7,9 triệu này. Dài luôn này. 7,9 triệu. Nó chỉ trắng 3 triệu anh ơi. Con đấy 7 cân đấy. Nhưng mà lông hơi bạc tí, chân lem. Đấy, đèn sủ, đèn sủ tít mít luôn các bác nhé. Đấy. Đấy, các bác mà kết em nào thì đừng quên liên hệ số điện thoại 0972386270 nhé. Vâng. Đây em. Lưỡi thép hả anh? Bỏ bỏ ra đi. Thế con này bao nhiêu tiền anh? Con này 11 triệu này em ơi. Lưỡi này, chú nhìn này. Đen gần hết. Rồi, có đúng một tí tí thôi. Cái dòng này thì cực đỏ. Kiếm luôn, đỏ mà có lưỡi như thế này thì không bao giờ có con thứ hai luôn. Đỏ cái anh. Đỏ cái, lưỡi gần thép luôn. Tuyền màu luôn. Đỏ cái tuyền màu các bác ạ. Con này giá 11 triệu. Đấy. Giá 11 triệu các bác nhé. Đấy, đỏ cái, lưỡi gần thép, đuôi thỏ. Đấy, cũng rất là khôn. Đấy, đuôi nó phải có tí đuôi để nó còn ngoáy các bác ạ. Đấy, như là các bác mua tịt, cọc tịt thì là không có đuôi để ngoáy đâu. À, không biết là nó mừng lúc nào. Đấy, nếu mà nó mừng khả năng là ngoáy đít. Ngoáy mông các bác ạ. Đấy. Đấy, như vậy là đi một vòng thì mới biết là con này là lưỡi gần thép các bác nhé. Đấy. Đây là em sù đỏ tứ mục đây. Đấy. Dòng sù đỏ tứ mục các bác nuôi về trong nhà thì nuôi nên nuôi những dòng sù đỏ này. Và này chẳng không mập lắm, chắc cũng tầm khoảng 6 cân thôi. Nếu mà mập thì tầm 7 cân các bác ạ. Cọc quýt nào. Có màu đen thôi. Và anh là có con cọc quýt đen thôi. Không có màu đá. Cái này là cái miếng dán để cho nó lên tai bác ạ. Dán lên cho nó tai nó dựng lên đấy. Đấy. Như là dòng chó béc ấy. Nó béc là phải dán lên. Nó mông cọc nó phải dán lên. Đấy. Đấy. Ông, bà chủ thì đen chó trắng. Em trắng mũi hồng cái nhé. Cái này có giá 8 triệu. Quá tuyệt vời. Quá chuẩn luôn với dòng sù Băng Hà. Đấy. Cái mũi hồng tai to, mắt mắt rất là đẹp. Phải nói mắt ngọc giống như kiểu màu tai ấy các bác ạ. Đấy. Mắt ngọc màu tai đấy. Đấy. Còn duy nhất em Mai Hoa nhé. Em vẫn giới thiệu em Mai Hoa kìa. Cậu. Cứ con nào đẹp thì em giới thiệu cho các bác nhé. Đấy. Em sù tứ túc Mai Hoa, bốn chân trắng tinh, kỳ đà bám ngực. Đấy, có giá là 1,5 triệu. Đấy, các bác nhanh tay liên hệ số điện thoại 0972386270 để bạn ấy bắt luôn cho các bác luôn nhé. Đấy, để lượn các bác nào gần thì gửi luôn trong ngày, các bác nào xa miền Nam thì khoảng 2 ngày là tới. Đấy, mùa này thì gửi máy bay thì cực nhanh luôn các bác. Đây như em vàng này, còn duy nhất em vàng vàng kim mũi nâu. Đấy. Giá tầm 9 triệu đây các bác ạ. Đấy, vàng kim mũi nâu cái giá tầm 9 triệu, còn em kia là 11 triệu nhé. Nâu đỏ thép, lưỡi thép luôn. Đấy, nâu đỏ lưỡi thép. Đấy, là giá tầm 11 triệu. Còn em này thì giá 12 triệu này các bác này. Đấy. Còn em siêu phẩm ở bên này. Đấy. Đấy, còn em siêu phẩm gấu. Đấy. Đấy, không khác gì gấu luôn các bác ạ. Đấy.